Chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay có tin gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài này. Bài này có cái tiêu đề là nhiều nhà đầu tư tay ngang vẫn ôm bom đất làng quê. Các năm vừa qua các bạn biết là đất nền ở quê sốt rất là dữ dội. Đặc biệt những cái tỉnh nào mà có công bố về thông tin quy hoạch hoặc là có xây dựng về hạ tầng là đất sốt rất là dữ dội. Bài này phản ánh những nhà đầu tư đang ôm đất ở tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa thời gian 21 các bạn biết là đất rất là sốt. Đặc biệt ở đây nó sốt là vì sao các bạn biết không? Có vùng biển Sầm Sơn này các bạn này. Tập đoàn Sinh Group về đây đầu tư này. Khu vực này là quảng trường biển Sầm Sơn. Bây giờ mình nhìn lên Google Map là có rất nhiều căn nhà ở đây rồi. Dự án đã xây dựng tới đây rồi các bạn này. Đó, đây là quảng trường. Sau này là khu phố ăn chơi, nó nằm khu vực này các bạn ạ. Phố đi bộ hay là những cái sự kiện là tổ chức ở đây hết. Mình thấy tập đoàn Sinh Group người ta đầu tư ở đây còn mạnh hơn ở Đà Nẵng nữa các bạn. Đầu tư rất là mạnh. Phía Nam Sầm Sơn nữa các bạn ạ. Phía Nam Sầm Sơn nè. Khu vực Quảng Sương, Quảng Đồ đây, số khu vực mà ven ven biển này có những dự án, có con đường này băng qua các bạn, con đường ven biển nó băng qua. Ở dưới này cũng có dự án của tập đoàn Sinh Group. Thời gian vừa qua đất ở đây rất là sốt này. Những ai mà vào tiền sớm cái giai đoạn nhịp 1, nhịp 2 á là có một cái mức lợi nhuận rất là cao. Mình cũng đã có đến đây một lần rồi. Đến tham quan đi chơi để biết đó, tình hình là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ theo thị trường chung thôi, có tiềm năng thì có đó, nhưng mà bây giờ thị trường đứng thì ở đâu cũng đứng hết. Những người trước đó mà thoát được hàng thì ok, không có vấn đề gì hết, nhưng mà những người ôm thì bây giờ bắt buộc là một là bán cắt lỗ, còn hai là phải chờ thôi. Còn về tiềm năng, mình nghĩ rằng Thanh Hóa còn nhiều tiềm năng lắm các bạn. Ở khu vực này nó đã phát triển rồi, dân nó đông rồi, có mua ở đây đi chăng nữa lợi nhuận thì nó cũng không cao, nhưng mình nghĩ rằng ở phía Nam này tương lai hơn các bạn này. Khu vực này biển rất là đẹp, có những hàng phi lao rất là đẹp này, có con đường ở đây này đó, con đường chính có trục ở đây nó chạy ven ven biển ở đây, sau này người ta sẽ phám những con đường nó về ven biển này nữa này đó, rất là đẹp. Có những dự án rồi các bạn, có một số anh em đã đầu tư, ví dụ ở đây là đã đầu tư rồi các bạn đó, thấy nha. Đó, vừa rồi là đất nó sốt, là toàn bộ khu vực quanh cái dự án này là sốt sốt dữ dội lắm đó. Ở đây đã hình thành rồi các bạn đó. Để có một vài thông tin chia sẻ với các bạn, muốn bán một miếng đất hơn 600 triệu đồng từ khá lao, nhưng đến nay anh C ngụ ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa vẫn chưa thể giao dịch được vì hoạt động mua bán đã tắt hẳn từ giữa năm 2021 đến nay. Được biết mảnh đất này anh C mua với giá là 520 triệu đồng từ tháng 3 năm 2021. Thời điểm này đất đai tại Thanh Hóa đang nóng sốt. Mua vào giai đoạn đỉnh nhưng sau đó 2 tháng đất hạ nhiệt nhanh chóng khiến anh chưa kịp thoát hàng. Rao bán nhiều lần nhưng anh C vẫn chưa chốt được giao dịch. Dù vậy, nhà đầu tư tay ngang này vẫn không bán lỗ. Tương tự, gia đình chị H cũng ngụ tại Thanh Hóa, hiện đang giữ 2 lô đất đầu tư, trong đó có một mảnh đất sử dụng vốn vay ngân hàng. Dù nhiều lần muốn bán ra nhưng vẫn không tìm được người mua. Được biết trong cơn sốt đất, chị H cùng chồng trở thành nhà đầu tư tay ngang lướt sóng thành công vài lô đất. Số tiền trên hưởng lên đến nửa tỷ đồng trong thời gian ngắn. 2 mảnh đất hiện tại cũng là sản phẩm của hoạt động lướt sóng nhưng là bị mắc kẹt đúng thời điểm các nhà đầu tư đã rút ra khỏi thị trường Thanh Hóa. Hiện tại 2 lô đất chị H rao bán chỉ chênh lệch khoảng vài chục triệu đồng so với giá mua vào, nhưng vẫn rất khó bán. Đáng nói vị trí 2 lô đất khu vực gần như không có nhiều tiềm năng tăng giá thực. Vì thế để bán ra tại thời điểm này không hề dễ dàng. Chị H cho biết giờ chị có thể chờ đợt sóng tiếp theo hoặc là có thể giữ làm tài sản lâu dài. Còn nhớ đầu năm 2021, đất đai ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương phía Bắc như là Hải Phòng, Bắc Giang bị xáo trộn bởi làn sóng đầu tư đầu cơ. Giá đất biến động tăng chóng mặt.
Nhiều người dân bỏ nghề bỏ nghiệp, bỏ công ăn việc làm vào cơn sóng đất để kiếm lợi. Khi đó thị trường xuất hiện khá nhiều nhà đầu tư tay ngang rẽ vào thị trường bất động sản. Khi sốc đất đi qua, không ít trong số này giàu lên nhanh chóng, nhưng cũng có nhiều người ôm bom lâm cảnh nợ nần. Không chỉ các nhà đầu tư địa phương, nhiều nhà đầu tư đến từ khu vực phía Bắc cũng mất không ít tiền vào cơn sốc đất. Trong số đó có những nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm với bất động sản. Đến giữa năm 2021, khi đất đai các địa phương hạ nhiệt, cũng là lúc rất nhiều người bỏ cọc hoặc là chưa kịp thoát hàng. Nguồn hàng mua từ thời điểm đầu năm 2021 đến nay, nhiều nhà đầu tư còn bị mắc kẹt khá là nhiều. Anh Thuận, một môi giới bất động sản tại Thanh Hóa, chia sẻ thời kỳ sốt đất, nhiều nhà đầu tư tay ngang nhảy vào thị trường. Có người kiếm được tiền tỷ nhờ sốt đất, nhưng cũng có nhiều người vì tham mà ôm bom. Hiện tại vẫn còn khá nhiều nguồn hàng mua vào thời điểm đó, gửi bán lại nhưng giao dịch rất là khó. Có chăng ở những mảnh đất vị trí mặt tiền bán lại cho người có nhu cầu ở thực, mua đất xây dựng nhà ở. Ý là những cái vị trí mà đẹp đẹp á, thì còn có người quan tâm người ta mua, chứ còn mua những cái vị trí mà không đẹp. Có thời điểm sốt náo nó bảo là đất sáu đẹp nhưng mua tắt hết rồi á. Tại vì đất đẹp người ta mua hết rồi, mình đến xa thì bắt buộc mình mua những cái đất ở phía trong nữa, không đẹp lắm. Hầu sốt lên thì bà con không tính gì sáo đẹp ra, miễn sao có người mua lại là cứ rước mà phân thôi. Cho nên khi thị trường nó dừng là coi như trở tay không kịp. Có một vài trường hợp nhà đầu tư phía Bắc giao cho môi giới bán được bao nhiêu thì bán. Họ không còn quan tâm đến lời lãi hay kỳ vọng đắt lại sốt trở lại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên lúc này việc giao dịch là không hề dễ dàng. Đó thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn á. Bài học về những cơn sốt đất tại nhiều địa phương đã được cảnh báo rất là nhiều lần trước đây rồi. Vì đa số những cái nền đất mua vào bán ra trong khoảng thời gian ngắn đều quay tay qua rất nhiều nhà đầu tư với nhau thôi. Không có nhu cầu thực. Hoặc có đi chăng nữa cũng rất là ít. Thì việc thổi giá cũng xuất phát từ một vài nhóm đầu tư hay là môi giới thôi. Sau khi các nhà đầu cơ rút ra khỏi thị trường, đất đai tại các khu vực này nhanh chóng hạ nhiệt. Việc giảm giá bán không có thanh khoản là một điều chúng ta dễ thấy. Nhiều nhà đầu tư ôm hàng muốn bán trong cái giai đoạn này cũng rất là khó. Có một thông tin mình nghĩ rằng ai theo dõi thị trường bất động sản Việt Nam có thể nhận ra, đó là trong giao dịch bất động sản có đến 80-90% là đầu cơ. Nhu cầu ở thực không có nhiều. Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là khi đến các khu đô thị mở bán trước đây có khi cả chục năm rồi, mặc dù đất đã có chủ nhưng rất ít người về ở. Khi thực hiện giao dịch chúng ta vẫn thường nghe các nhà đầu tư nói rằng tôi mua đất là để sau này con cái nó về nó ở, hay là khi đi chơi thấy có khu vực này đẹp quá, thành phố này nó phát triển đẹp khang trang, đường xá đồ ngon lành, khí hậu trong lành thích quá, cho nên thôi mua để dành sau này về già chuyển về thành phố này ở. Thì ai cũng nói như vậy, nhưng mà thật chắc là đều mua đầu tư hết. Họ mua đầu tư thì có hai hướng: một là sau này cho thuê, hai là mua chờ sau này giá nó tăng thì bán. Mình thấy cho thuê chỉ là nhất thời thôi, còn phần đa chủ yếu là chờ giá lên là bán. Khi dòng tiền đầu cơ đổ vào thị trường thì giá bất động sản nó đã vào form là nó tăng rất là nhanh và tăng rất là mạnh mẽ. Nó tăng đến nỗi là cả xã hội của chúng ta đều điên loạn vì đất. Ngay cả những người không biết gì về đất cát cũng tham gia đầu tư, và chính họ là người bị dính lại sau cùng. Thị trường chúng ta 30 năm nay nó vẫn như thế, và chắc trong tương lai gần mình nghĩ nó cũng là như vậy. Khi nào mà những nhà làm luật thay đổi về tư duy, quan điểm tầm nhìn thì mới thay đổi được cốt lõi của vấn đề. Lâu nay cứ sốt đất là chúng ta cứ kêu nào là do cò đất môi giới, nhà đầu tư thổi giá, làm ăn gian dối, hay là lợi dụng thông tin quy hoạch này nọ để gom đất thổi giá đầu cơ tạo sốt ảo gì đó, vân vân đủ thứ hết. Sở dĩ có chuyện đó là vì luật của chúng ta chưa chặt chẽ, người dân mua bán thoải mái. Rồi cho phép phân lô tách thửa tràn lan, ai cũng làm môi giới, ai cũng làm cò đất. Rồi thông tin đang sai về thật tràn lan lên mạng, nhưng mà có ai bị xử lý đâu.
rồi tình trạng gian dối trong hợp đồng khai man giá cả để trốn thuế. Doanh nghiệp bất động sản thì thi công không phép, dự án chưa được phê duyệt nhưng mà ảnh vẫn ra quân thi công rầm rầm. Rồi nhiều dự án đã lao không có sổ, rồi dẫn đến người dân nhà đầu tư khiếu kiện kéo dài, rất là khổ sở. Đầu vừa rồi mình chia sẻ các bạn cái bài ở Quảng Nam đó, gần 1.000 người dân và nhà đầu tư khóc ròng luôn. Dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng mà không ai giám sát quản lý để doanh nghiệp mở bán tràn lan. Nhiều dự án có tính chất lừa đảo, điển hình như là Alibaba đang xét xử, các bạn biết rồi đó. Rồi nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu là vô tội vạ, không có tài sản đảm bảo, bây giờ để là trái bom rất là lớn. Rồi chính quyền địa phương thì vô cùng lỏng lẻo, thanh tra kiểm tra ra là đài rải những sai phạm của những người có chức có quyền. Thì tất cả những điều đó nó tạo nên thị trường bất động sản hỗn độn. Không biết sau cú sập này nhà nước có biện pháp gì thay đổi căn cơ thị trường hay là không, hay chỉ là giải quyết cái phần ngọn, cái gốc vẫn còn đó thì vài năm sau mọi thứ yên ổn rồi thì đất lại sốc, bà con của chúng ta lại bỏ công an, bỏ việc làm, bỏ đồng áng, tất cả lại lao vào đi làm cỏ đất. Cái vòng nó lẩn quẩn, nó lặp đi lặp lại như vậy. Khổ nổi là rất là nhiều người được tiền, nhưng bà con của chúng ta gom góp bao nhiêu tiền rồi nấy vào đó hết, coi như suốt đời này đi làm trả nợ miết thôi. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye chào các bạn.